lại nữa các bạn ơi, con cua nó qua chà bá luôn rồi. Con cua này, ôi trời trời, nó kéo kìa, mới kéo. Ôi trời trời, tiếng luôn rồi. Ôi con cua này, trời ơi trời ơi, ôi con cua này các bạn ơi, quá trời ơi. Ôi cua kinh ơi. Ôi ăn ngày hôm nay nè, đây nè các bạn thấy chưa. Tính thân gồm xin kính chào đại gia đình mình nha. Rất vui khi được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Rồi ngày hôm nay thì không có đi câu cá các bạn ơi. Ngày hôm nay đổi không khí là mình đi câu cua. Câu cua biển nha. Cua biển ở đây của mình là cua biển thiên nhiên ở ngoài kênh sông Gạch nó vô. Đó. Mình câu chứ mình không có phải câu ao vuông tôm đầu nhà này nghe các bạn. Đây con kênh Gạch nè. Đó, mình đã đặt xong rồi, Mỹ lúc ở đằng kia. Mình đặt có 15 cần thôi mà nó chạy dài lúc ở đằng kia. Tại vì mấy chúng mấy lùm bụi này nè các bạn, lâu lâu thì nó có khoảng trống thì mình có cái lỗ trống thì mình sọt vào đó. Đi tìm thấy chỗ nào có cái lỗ thì sọt vô đó. Trống trống thì mới vớt được nha. Chứ cây cối không rồi nó lôi vô cây nó gỉ nang mất tiêu mọi lượng mà mình không hay. Rồi mình đã đặt xong hết rồi. Thì bây giờ thì mình nhanh gọn lẹ và mình đi vô thăm thôi các bạn ơi. Cái nào dính thì cái nào nó ăn á thì mình quay mình vớt cho các bạn xem ha, chứ không có dài dòng mệt mỏi mất thời gian ha. Thì mình với các bạn cùng nhau đi thăm đó. Cái nào nó dính thì mình để lại, còn cái nào không dính thì mình cho qua luôn, chứ để dính thì clip mấy tiếng đồng hồ ai mà xem các bạn đó. Rồi thì đặt xong hết ha. Đây rồi bắt đầu đi đó, lấy cái vợt, cái vỏ đựng, nhưng mà chưa biết có hay không. Vậy có cái vợt trước đi, bây giờ cầm cái vợt đi bắt đầu mà thăm thôi. Rồi đi thôi các bạn ơi. Đây một con các bạn ơi, biết bự nhỏ đây đang gị. Hồi nãy cái mồi con rắn bị nó ăn mất tiêu rồi, thì đổi ra mọi lương nó dai hơn để thôi nó gị sức nữa. Giờ xuống vớt các bạn ơi. Lụm nha các bạn. Đây. Đây, lụm. Lụm chì nha. Đây một em. Rồi mở hàng được em rồi, phê ha các bạn. Đây. Cua biển nha, cua biển thiên nhiên nha. Đó. Chứ không phải cua người ta nuôi ao vuông nha các bạn. Đây, cua thiên nhiên, cua biển. Rồi, bây giờ chối đi lại các bạn ơi. Đây quá phê ha. Rồi bắt đầu chối ẻm vào và mình đi thăm tiếp tục các bạn ơi. Chơi cái mồi gắn nãy không hiệu quả rồi, mồi gắn gì nó cắn nó dễ anh nhé, dễ sức quá. Rồi chơi một mồi lươn dai hơn, cắn không sức. Đây còn ăn nữa các bạn ơi, kìa điểm cũ quen thuộc. Trời nó gị dữ rồi, gị dữ các bạn ơi.
Hay, chín con nữa các bạn ơi. Con này nhỏ. Nó vậy nó tính bỏ chạy. À, chín con nữa. Con này nhỏ xíu à. Thôi, mình đi thăm con khác, thăm cừu khác chứ lộn. Con này không biết bao lớn mà nó rỉ con câu mình quá trời các bạn ơi. Hồi nãy nó rỉ mất tiêu cái mồi, cục mồi thịt gắn rồi. Bây giờ gắn thịt lươn vô nó rỉ nữa. Không biết có bao lớn này. Là vớt thử xem sao các bạn ơi. Mình sẽ vớt. Chị chạy đi vớt nha mẹ. Đi đi mẹ ơi. Ngồi yên đi chạy vớt mình coi. Chạy vớt bọt. Vớt cua. Vớt cua. Cua chém. Cua bự không? Cua bự rồi nè. Hai con cua này cho con. Con. Con cua nhỏ xíu. Con cua nhỏ xíu. Trời ơi, cua xíu. Trời ơi, con cua bắt chén kìa. Trời ơi. Nó chía bự luôn. Trời ơi, cua bự lớn. Giỡn luôn à. Cua bự á. Cua bự không? Cua gì bự à? Cua nhỏ xíu các bạn ơi. Trời ơi, nó nghĩ thấy hay thương luôn. Cua bự á. Cua bự. Siêu to luôn. Siêu to quá, cua siêu to, siêu khổng lồ luôn ha. Này các bạn ơi, cua quá bự, siêu to, siêu khổng lồ. Tới xíu rồi, nó gậy quá trời gậy. Con cua bự, trước giờ siêu to luôn. Rồi, siêu to luôn. Thôi đi thăm cần khác các bạn ơi. Chết rồi. Giờ thả cho nó đi các bạn ơi. Đi đi. Đi xuống chỗ khác, đừng lại ăn mồi nữa nha. Dục nó ra xong đi. Hồi nó bỏ xuống rồi nè. Bỏ vô trên đây rồi. Tăng mắt nó thôi à. Rồi đi đi, bỏ xuống xuống kênh này nha. Đừng bỏ xuống mương nha. Bỏ xuống mương. Nha, bỏ xuống đây nè. Bỏ xuống kênh này nè. Đó. Bỏ xuống kênh đi, bỏ xuống kênh. Trời dữ quá ha. Rồi hướng này là xuống kênh á, giờ đi thăm cần khác các bạn ơi. Đây nè các bạn, mình đặt từ đây dòng dài đang đó, rồi còn sau lưng mình nữa nè, khoảng đây nữa mình đặt từ đó đó, dài đây với mấy kênh đây nè, ở đây cũng có con cần mình đặt nè. Ơi như nó đang nghỉ các bạn ơi, nó đang nghỉ. Hồi nãy mình đứng mình quay nó chưa rỉ. Mình đứng đây mình thăm nó chưa rỉ chứ. Bây giờ mình vừa quay cho các bạn rỉ này, nó rỉ. Nó rỉ gục đầu luôn. Con này không biết bự không mà nè. Mấy con nhỏ nhỏ thường thường nó cũng rỉ dữ lắm. Giờ đặt xuống camera vớt các bạn ơi. Đó các bạn thấy nó rỉ không? Nó rỉ liệt. Liệt đó. Buông các bạn ơi. Cua này cũng khá. Cua này cũng được. Thấy mình buông rồi. Nước trong quá. Nó vừa thấy mình cái nó nhả rồi. Nó mới ăn hay sao nó chưa mê.
Cua này cũng được, cũng khá. Thấy hai cái càng của nó rồi. Để anh chút thử rồi quay lại nó ăn không? Rồi đi thăm mấy con khác mà đi. Ha, đây nè các bạn. Thấy không, mình câu với mấy kênh, mấy gạch vậy nè. Con gạch, kênh gạch nước ra vô á. Đó, chạy dài lúc bên kia. Mình thì có cái lỗ nó nổi chấm chấm thì mình sọt vô thôi. Hôm nay là ngày nước nhiều các bạn. Tôi gọi là nước lên á, nước kênh, nước rong á, là bắt đầu câu sẽ có nó nhiều. Đặc biệt là mấy ngày mà nó vừa lột xong rồi đó. Mấy ngày lột xong khoảng 5-10 bữa nữa hả câu, cua nó hơi nó có thịt hơn. Mới lột thì cua nó không có thịt. Thường thường mình câu con nước lớn khoảng từng 30 rồi nè. Thì cua thì nó cũng không chắc nhưng mà cũng không có xốp, nó cũng được, có thịt. Còn những ngày mà cua thịt chắc á thì là ít, vì nó vô kiếm hang, nó vô nó ở đặng nó lột. Rồi giờ đi có thì quay cho các bạn xem tiếp nha. Đây các bạn ơi, không biết con cua này mới lớn mà nó cứ ghi này, chắc cua nhỏ xíu à. Cái gì nhỉ, te. Con này chắc nhỏ xíu bằng con thả nãy quá. Kéo lên thử các bạn ơi. Giờ kéo lên coi xem như thế nào. Trời ơi, cắm điện thoại ở đây. Rớt xuống coi như là xong phim. Con này nhỏ xíu. Ơi cũng được. Cũng được chứ không có nhỏ lắm. Đây các bạn ơi, đây vô đây ngồi nghỉ mệt luôn các bạn ơi. Anh giờ đi mỗi chân quá trời này, một em nữa ha. Nó kéo xuống, nó đù xuống tàu lá nó ăn cho nên nó kéo không có mệt. Rồi cũng được ha các bạn. Ok. Rồi bây giờ nghỉ mệt chút xíu rồi đi thăm tiếp các bạn ơi. Nãy giờ đi vòng vòng mệt quá. Đây là các bạn thấy là nãy giờ đi một vòng. Đó. Lúc Mỹ đằng kia. Đi vòng thăm. Đây có con cần nè, ngồi chân cần câu nè. Nắng quá giờ đuối rồi. Ngồi nghỉ khoảng 15 phút rồi mình đi tiếp. Con này ghê quá trời các bạn, con này còn bự, con này bự các bạn ơi. Ghê quá trời. Đang cái bận là bây giờ giục ở cái bận xuống thử nó mới được.
Vô. Trời ơi, gỉ bự lắm, tưởng cũng không bự lắm. Gỉ nặng lắm. Rồi, đây các bạn ơi, gỉ cũng nặng lắm ha, mà cũng bự. Bự hơn cái con kia chút xíu à. Rồi. Con kia mình chưa cột nữa. Đó, quá phê ha các bạn. Rồi gâu không à. Hồi nãy có mấy con gỉ dữ lắm, nó gỉ mất tiêu cái cục mồi luôn. Lúc mà mình câu mồi rắn nó gỉ mất tiêu. Rồi câu mồi lươn nó gỉ không có sức được mồi. Rồi bây giờ đi. Cột hai em này lại mới được. Rồi các bạn ơi, vừa xảy con kia ở đây lại đây gặp con này khủng rồi, nó kéo gỉ dữ rồi. Không biết nó cỡ nào đây. Bây giờ tranh thủ vớt nó lên để hồi nó gỉ mất tiêu cục mồi các bạn ơi. Ui chà bá luôn các bạn ơi, quá trời đã rồi. Ui trời ơi, cua nè. Ui ui, quá phê rồi. Ui quá phê rồi. Ui chà bá. Ui nè, đây. Đây nè các bạn ơi, mình thấy nó gỉ rồi. Mình biết cua bự rồi. Nó gỉ dữ lắm á. Nè. Trời ơi, đã trời. Ui ui, nè các bạn thấy không. Quá phê ha. Mình thấy nó gỉ dữ dằn rồi. Nó ăn hết phân nửa cục mồi rồi. Đó, hồi phải nãy mồi gắn là tiêu nữa rồi đó. Hồi nãy cũng con cỡ này nè, mà mồi gắn nó gỉ ruột. Rồi mồi lươn còn dai, nó dai, nó giữ được lâu. Ui ơi, quá đã các bạn ơi. Phê, quá phê ha. Đó, bây giờ cột nó lại cho nó vô vỏ các bạn ơi. Quá đã nè. À, bạn thấy kỹ chưa? Chà bá luôn nha. Đó. Cho em một tấm hình ha, cho em lên mạng Facebook rồi ha. Rồi quá phê, cột nó lại cho nó vào vỏ thôi. Ơi chạy quay, nó chạy rồi luôn. Một càng bự càng nhỏ, chứng tỏ một càng nó đã bị gãy rồi, xong nó mọc lại thì nó sẽ nhỏ hơn càng còn lại. Rồi quá đã các bạn ơi ha. Con này là con cua đực ha,
Thì bây giờ mà bắt được con cua bé lớn thì rất là vui các bạn ơi. Nói chung là nó cũng được gọi là Hugo rồi đó. Tại đa số bây giờ cua nuôi không các bạn ơi, cua ở ngoài thiên nhiên bắt được con bé lớn là mừng lắm. Rồi quá đã ha. Cho nó vô vỏ thôi. Đây một cần cũng ghị dữ các bạn ơi. Con này chắc nhỏ quá. Vậy gì mà nhẹ quá trời. Nhỏ bự gì, để giờ xuống vớt thử đi. Bé lớn. Trời ơi, ghê dữ lắm, tưởng nó con to à. Nè. Hơi lớn các bạn ơi. Tưởng đâu nó to dữ lắm rồi. Đây. Hơi lớn à. Cũng không có to lắm. À, tưởng đâu nó ghị thiệt mạnh. Ai à, nhẹ nó có cây dưới nó bám. Nó làm dữ lắm, tưởng đâu bự dữ rồi. Phe các bạn to vớt lên em. Cũng được. Rồi thôi. Đi thăm tiếp các bạn ơi, nước nó ròng rồi, là chuẩn bị thăm một đợt này, đợt sau nữa là về luôn các bạn ơi. Lại nữa các bạn ơi, con cua nó qua chà bá luôn rồi, con cua này, ôi trời, nó kéo kìa, mới kéo, ôi. Thank you.
quá trời quá trời các bạn ơi, nó hết cả tiếng luôn rồi. Ôi con cua này, trời ơi trời ơi, ôi con cua này các bạn ơi, quá trời ơi, cua kinh ơi, ôi quá trời cua quả đã cái càng này các bạn ơi, ôi trời 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 trời, ôi con cua nè, trời ơi câu cua, cua thiên nhiên mà câu được con mới lớn, trời ơi. Nãy mình ngồi đây nghỉ mệt, các đồng thấy nó gỉ, cái mình bật camera lên mình cắm mình quay cho các bạn xem liền. Trời ơi, con cua này nó mới vừa kỹ luôn á. Phải nó ăn lâu là vuột rồi. Để nó ăn hả? Đã về hơi hơi mình ngồi ngay chăn cái cây này luôn. Trời ơi, mới vừa đặt đít ngồi chơi rồi cái nó gỉ liền các bạn. Nó gỉ một cái nó gỉ liệt đọt liền. Con cua này trời ơi, quá dài quá đa các bạn ơi. Trời ơi, này này các bạn. Nè, mình ngồi ở đây nè ha. Mình ngồi ở đây nè. Có dừa đầu lá đầu mát rượi nè ha. Cái đầu mình dòm cái câu cỡ nó gỉ xuống cái liếc liền đó ha. Ôi cái đầu cái mình cắm máy quay cái mình cắm máy quay mình tranh thủ xuống mình vớt liền các bạn, tại mình sợ nó tuột mồi. Còn làm miếng cái miếng nó bự rồi, nó gỉ một cái nó liếc luôn đó. Mày biết nó bự rồi. Ôi quá đã các bạn ơi. Gỉ con này nó phê không? Còn hơn cá lóc Hugo nữa các bạn. Các bạn gỉ lên cái nó gỉ xuống mặn, gỉ lên 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 gỉ xuống mặn, gỉ lên gỉ xuống mình gỉ nặng. Trời ơi, mình tưởng nó dướng gốc dướng cây gì không mà. Còn nó gỉ lên một cái đâu, mấy con này nó ít có nhả lắm các bạn, nó kẹp nó ngắt à. Mà phải vậy mình phải kinh nghiệm với nó, kéo lên từ từ thôi, không thôi nó dễ nhả. Kéo lên vừa thấy lúc đầu nó chớt liền các bạn. Đó, điểm thôi thấy mình nó nhả nó chạy. Quá trời phê con cua các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ cột nó lại, bỏ nó vô vỏ nữa các bạn ơi. Đi thôi. Rồi bây giờ là xuống cột lại thôi các bạn ơi. Chỗ đó công nhận hai con cua chà bá luôn trời. Con này bự hơn con nãy nữa, con này cặp càng quá trời rồi. Quá phê. Con này cũng như có lóc ha, chỗ nào có cái nó có vậy ha. Quá đã các bạn ơi, bây giờ xuống cột nó lên. Trời ơi, giờ câu cua biển thiên nhiên mà được con lớn trời. Quá đã. Càng. Cặp càng hít không cặp càng. Ra đi. Nè nó ve cái gì các bạn thấy nó bự dữ nữa. À, các bạn thấy chưa? Vô lưới này rồi sao đi ra? Con cua này nó nhờ được cặp càng các bạn ơi. Quá trời cặp càng rồi. Ôi nè các bạn ha. Đó, bây giờ tự sướng nè. Đó. Thường thường mình bưng cá lóc lên tự sướng vậy ha. Bây giờ mình bưng con cua lên tự sướng. Đó thấy chưa? Quá phê không? Cặp càng nó là lụm tiền ha các bạn.
quá trời cặp càng. Ôi ôi mà con cua nó chắc nịch rồi các bạn, nó dàn khè nè các bạn thấy không, quá đã luôn ha. Ôi ôi thời buổi bây giờ mà câu được con cua thiên nhiên mà cỡ này quá trời đã luôn các bạn, không thể diễn tả được cảm xúc, quá hồi hộp. Con này mà nãy mình mà kéo lên mình thấy nó bay lớn rồi ha, mà vớt hụt một cái ha, rồi mình nhảy xong về luôn không câu nữa. Nãy mình vớt hụt là nhảy xong luôn đó, nhảy xong xả xuôi về luôn chứ câu gì nữa, tinh thần đâu nữa anh công đó. Quá trời phê ha, công nhận hồi nãy giờ đi lội tới lội lui biết bao nhiêu là sức lực và mệt mỏi, mà dính cái con cua này trong lòng nó lân lân hết mệt luôn các bạn. Con cua này là nó loại nhất rồi đấy nghe các bạn ha. Còn cái coi con hồi nãy cũng chăn chỗ này luôn á, là loại nhì đó. Thì cấp trước hồi mười mấy năm trước á, 20 năm rồi chứ, lúc đó mình câu mới 13 tuổi à, giờ ba mấy rồi, 20 năm gì trước mình câu là đi bán không nha các bạn. Lỗi này lỗi nhất, lỗi nãy là lỗi nhì, còn mấy con lẳng thẳng là mấy con đó là cua goi không à, bán kiểu lộn xộn đó. Rồi bây giờ thì cho nó vào vỏ và mình đi thăm chuyến này nữa mình về nè các bạn ơi, chứ giờ nước nó cũng rồng rồi, mà vớt được con này là thấy nó khỏe cho mình rồi đó. Rồi bây giờ đi thăm chuyến này nữa rồi mình về, hy vọng là được con thứ này nữa, chắc tôi lết luôn các bạn. Ôi trời ơi, nước cuối còn vớt được giá chót, không biết con này bự không, kéo cũng bị gị nè, thấy cái màu này thấy nhỏ rồi, cái con bự là nó gị dễ biết mà, nó gị một cái một là liệt à, chứ nó không có nhấp tới nhấp lui như mấy con nhỏ nhỏ. Vớt mình luôn thử rồi mới lớn. Biết mấy em nhỏ lắm à. Đó. Mấy em mà nhỏ thường hay gị lắc nhắc. Mấy em bự là gị cái là liệt. Trời ơi, tiếp tục là nó các bạn ơi, lại cừng này nữa. Mà chắc chuyến này nhỏ quá, kéo nhẹ te à. Trời ơi, cừng này nãy giờ hai con khổng lồ đó. Bây giờ con này không biết bao lớn đây, xuống thử các bạn ơi. Ủa xuống vớt thiệt chứ thử gì, con này chắc nhỏ quá. Con nhỏ xíu à, nó bỏ mồi vậy. Rồi các bạn ơi, cho các bạn xem thành quả của ngày hôm nay ha. Kết quả ngày hôm nay nè, đây này các bạn thấy chưa? Đó. Thấy mê chưa? Hai con chọc bá lửa ha. Quá phê luôn ha. Đó. Hai con bự nhìn thấy mấy con kia chút béo. Quá đã ha các bạn. Rồi thôi clip mình kết thúc tại đây luôn các bạn ơi. Hôm nay con cua quá chụp phê luôn các bạn ơi, quá đã. Hai con cua chập bá luôn. Nhà mấy em goi. Rồi. Đó, có camera ở đây mà camera nó lên tiếng mà nó không lên hình được các bạn ơi. Vì chính sách của YouTube không cho em lên hình. Đó.
Đây nè, con đi ngang cây ăn câu nè, cây ăn câu này, cây ăn câu trong câu cuối. Đó, chân chỗ này là dính hai con nè. Nó kéo nữa hay gì á. Con còn nhỏ nhỏ nó kéo hoài. Thôi kệ đi, mình đi về, để ăn câu đó là mai mình câu tiếp. Cần câu cua mà không sao hết, không ai lấy hết. Cần câu cá lóc bỏ đó thì mất chứ cần câu cua bỏ không mất. Thôi, đi về các bạn ơi. Bye bye ha. Hẹn lại clip tiếp theo. Chúc cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bây giờ bỏ bị xuống và bye bye. Bye bye cả nhà.